Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Thì hôm nay Huy sẽ giới thiệu cho các anh chị và các bạn một số những cái mẫu xe mà đang có tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy. Ở phía trước đây là những cái sản phẩm mà bên Huy đã làm Maruguri xong rồi các bạn. Thì Huy sẽ thông tin sơ bộ cho các anh chị về những cái sản phẩm mà đã làm Maruguri xong rồi nha các bạn nha. Đây thì phía trước Huy đây là một chiếc xe Toyota Innova Venturer các bạn. Xe này thì được sản xuất vào cuối năm 2018. Venturer là một cái phiên bản đặc biệt của Toyota. Xe này thì chạy được khoảng 50.000 cây số. 50.000 cây số và hiện tại thì bên Huy đang chào bán sản phẩm này với giá là 735 triệu. Thì sản phẩm này số tự động nha các bạn nha. Số tự động. DVD camera đầy đủ. Đây là một chiếc xe 8 chỗ Innova rất là rộng rãi, là một chiếc xe đa dụng. Tiếp theo đây là chiếc xe Vigo G số sàn các bạn. Thì sản phẩm này thì bên Huy cũng mới có khách lái. Xe này thì 2018 290 triệu. Đây là chiếc xe Camry 2.5W. Sản phẩm này thì đi được 39.000 cây số. Camry Q là một trong những cái sản phẩm mà coi như là cao cấp nhất của dòng Camry các bạn. Xe gia đình cá nhân sử dụng. Sản phẩm này thì hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 840 triệu nha các bạn nha. Và đây là chiếc xe Camry 2.5W. Chiếc xe này thì sản xuất vào năm 2014. Xe đi được 106.000 cây số. Và sản phẩm này thì hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 740 triệu. 2.5W nha các bạn nha. Đây là chiếc xe Toyota Vigo 1.2 G số tự động. Thì sản phẩm này chạy được 25.000 cây số và hiện tại bên Huy đang chào bán sản phẩm này với giá là 360 triệu số tự động. Toyota Corolla Tích phiên bản 2.0 nha các bạn. Xe này thì được sản xuất vào năm 2010, đi được 160.000 cây số và sản phẩm này hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 435 triệu. Phiên bản 2.0 nha, là phiên bản cao cấp của Tích. Đây là chiếc Toyota Camry đi được 83.000 cây số và phiên bản này là phiên bản 2.5W 2015. Hiện tại thì sản phẩm này bên Huy đang chào bán với giá là 830 triệu. Và đây là một chiếc xe hatchback Toyota Yaris được sản xuất vào năm 2015. Nhưng mà với cái sản phẩm này thì rất là tuyệt vời các bạn. Mới đi được có 15.000 cây số thôi. 2015 nhưng đi được có 15.000 cây số thôi. Rất là chất lượng, xe gia đình chạy. Cái chị này thì chỉ ở Bình Thạnh ha, Bình Thạnh số tự động. Sản phẩm thì hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá là 480 triệu nha các bạn. Yaris. Rồi tiếp theo đây là chiếc xe Toyota Camry nha các bạn. Sản xuất vào năm 2015 và sản phẩm này thì được đăng ký vào 2016. 2.5W biển số thành phố. Xe này thì mới đi được 55.000 cây số. Xe này odo chuẩn, bảo trì bảo dưỡng đều. Bản 2.5W. Ngoại thất và nội thất thì còn rất là đẹp các bạn. Sản phẩm này hiện tại thì bên Huy đang chào bán với giá là 830 triệu nha các bạn nha. Camry 2.5W. Và bên cạnh đây là chiếc xe Vios được sản xuất vào năm 2020. Biển số thành phố luôn. Đây là phiên bản 1.5G số tự động. Và hiện tại thì sản phẩm này đang được bên Huy chào bán với giá là 550 triệu. Bản G số tự động nha các bạn nha. Nội thất màu kem, DVD camera gear thì có đầy đủ. Và bên cạnh đây là chiếc Corolla Tích phiên bản 1.8G số tự động.
Thì xe này được sản xuất vào năm 2020 luôn các bạn. Đi được 18.000 cây số. Bản G, bản cao cấp nha. Và hiện tại thì sản phẩm này đang được bên Huy chào bán với giá là 701. 701 thôi. Một chiếc sedan hạng C rộng rãi. Gia đình sử dụng khá là ok. Còn đây là chiếc xe hatchback của hãng Honda các bạn, Honda Gia. Có cầm rà dè, 4 cảm biến dè cản sau. Thì với một thiết kế cũng khá là đẹp. Và có một cái khoảng không gian nội thất bên trong rất là rộng nha các bạn. Một chiếc hatchback nội thất rất là rộng. Sản phẩm này được sản xuất vào năm 2018, đi được 42.000 cây số. Và đây là bản RS, bản cao cấp của Honda Gia, biển số thành phố. Và hiện tại thì bên Huy đang chào bán sản phẩm này với giá là 520 triệu nha các bạn nha. Một chiếc xe Honda Gia hatchback rất là đẹp. Toyota Yaris các bạn. Đây là một mẫu xe hatchback của Toyota, sản xuất vào năm 2019. Xe này thì đi được 20.000 cây số. Và hiện tại thì sản phẩm này đang được bên Huy chào bán với giá là 630 triệu. Xe nội thất màu kem, da ghế đục lỗ, DVD camera gear, mọi thứ có đầy đủ. Rồi tiếp theo là Xpander Cross. Thì bản này bên Huy đã có khách lái rồi và đang làm hồ sơ. Sản phẩm này là Mazda CX-5. Sản phẩm này được sản xuất vào năm 2018, phiên bản là 2.5 nha. Và hiện tại thì sản phẩm này đi được 49.000 cây số và bên Huy đang chào bán với giá là 765 triệu. Một chiếc xe CX-5 rất là nổi tiếng và được khách hàng chọn lựa nhiều. CX-5 là một trong những cái sản phẩm của Mazda mà được khách hàng rất là ưa chuộng. Một chiếc xe 5 chỗ gầm cao. Khá là đẹp nha các bạn. Tiếp theo đây là một chiếc xe Toyota Avanza 7 chỗ gầm cao. Xe này thì được sản xuất vào năm 2019, đi được 65.000 cây số. Đây là số tự động nha các bạn, dung tích 1.5 lít, rất tiết kiệm nhiên liệu luôn. Các bạn nào mà đang có nhu cầu kinh doanh mà muốn tiết kiệm nhiên liệu thì mình lái sản phẩm này, 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu. Sản phẩm này thì chỉ có 520 triệu thôi nha các bạn. Toyota Innova, một chiếc xe 8 chỗ số sàn, được sản xuất vào năm 2018. Option thì đầy đủ. Odo chuẩn của xe là mới đi được có 30.000 cây số thôi. Chất lượng của sản phẩm này thì không chê vào đâu được. Ngoại thất và nội thất thì hầu như còn nguyên bản, xe sử dụng cho gia đình. DVD, camera gear, ghế bọc da, một trần lót sàn đầy đủ. Sản phẩm này thì hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 630 triệu, biển số thành phố. Xe này thì vẫn còn thương lượng giá được ha các bạn nha. Sản phẩm này thì bên Huy đã có khách đặt rồi, 2018 luôn. Sản phẩm này thì đây là một chiếc xe 2018 số sàn, đi được 70.000 cây số. Option thì cũng đầy đủ. Sản phẩm này thì bên Huy chào bán chỉ có giá là 601 thôi nha các bạn. Chỉ 601 thôi. Và đây là chiếc xe Fortuner, máy dầu 2 cầu, phiên bản là 2.8. Xe này được sản xuất vào năm 2021 các bạn.
chưa có lăn bánh. Nói chung là xe này thì khách hàng vừa mới mua tại bên Huy xong xuôi, vừa ra biển số là khách hàng có nhu cầu về tài chính, cho nên là mới để lại xe cho bên Huy luôn. Đó, sản phẩm này thì chưa lăn bánh nha các bạn, chưa lăn bánh ra khỏi công ty. 1.458.000.000, bản 2.8 nha, bản cao cấp nhất của Fortuner, hai cầu máy dầu số tự động. Ok rồi, đây sản phẩm này màu bạc, chạy được 76.000 cây số full option luôn. Sản phẩm này thì bên Huy đang chào bán với giá cũng chỉ có 601 thôi. Innova 2018. Đó, camera hành trình, bọc trần 3D, lót sàn đầy đủ, ghế da chỉ có 601 thôi các bạn. Hiện tại thì giá cả rất là mềm, và giá này thì còn có bớt lọc cho các anh chị nữa, cho nên là anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn. Tiếp theo đây là chiếc xe Toyota Rush, Rush 7 chỗ gầm cao, dung tích động cơ 1.5 lít số tự động, gia đình sử dụng khá là tuyệt vời. Odo của xe hiện tại chỉ có 14.000 cây số thôi nha các bạn. Xe này sản xuất vào năm 2019, là một chiếc xe nhập khẩu, chỉ có giá 615 triệu, và giá xe thì vẫn còn bớt lọc cho các anh chị, cho nên là các anh chị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sở hữu những cái sản phẩm này. Đây là những cái sản phẩm mà bên Huy đã làm Marukuri xong rồi, thì Huy sẽ giới thiệu cho các anh chị, các bạn sơ bộ cho các anh chị nắm như vậy. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo. Những cái sản phẩm bên Huy thì luôn cam kết về chất lượng, đảm bảo không rong đụng, không ngập nước bằng văn bản đầy đủ. Và những sản phẩm này giá cả thì bên Huy còn giảm giá cho các anh chị, bớt lọc cho các anh chị trong việc mua về sử dụng cho gia đình. Cho nên là anh chị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho các anh chị nha. Rồi, Huy xin chào ạ.